Thưa quý khán giả, nhận thức rõ ý nghĩa của cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành phố Cần Thơ do Ban chỉ đạo 35 thành phố phát động, Nguyễn Thế Lai đã tích cực tuyên truyền, có nhiều cách làm sáng tạo để đông đảo cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Tại thị trấn Thới Lai, những thông tin của cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng liên tục được phổ biến tại các buổi sinh hoạt chi bộ hay họp khu dân cư, với những hướng dẫn gợi ý về nội dung định hướng chủ đề cụ thể từ đảng ủy thị trấn. Từng cán bộ đảng viên cũng tự giác tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung nhằm nâng cao chất lượng bài viết tham gia cuộc thi. Qua cái tuyên truyền của trong chi bộ thì mỗi đảng viên tự nhận thức và tự tìm tòi. Qua cái bài viết này thì tự soi, tự rèn và nhân rộng ra quần chúng nhân dân để làm sao bảo vệ cái nền tảng của đảng trong hiện nay và trong cái thời gian tới. Xác định rõ việc tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảng ủy thị trấn Thới Lai đã triển khai nội dung, thể lệ và giao chỉ tiêu cụ thể, có bài thi cho từng chi bộ trực thuộc. Thị trấn Thới Lai là đơn vị có số bài viết nhiều nhất toàn quyện gửi dự thi với hơn 40 bài. Đảng ủy thị trấn cũng đã phát động trong 11 trên 11 chi bộ. Bên cạnh đó thì đảng ủy cũng có kiểm tra đôn đốc nhắc nhở để cái bài viết cho nó cái chất lượng theo đúng cái quy định của ban tổ chức. Huyện Thới Lai đã triển khai cuộc thi một cách kịp thời, bài bản, nghiêm túc và được cấp ủy lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai đạt hiệu quả, chất lượng. Huyện ủy cũng đã phân công bộ phận chấm để chọn lọc ra 109 bài thi đạt chất lượng cao gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tham mưu cho ban chỉ đạo phát động trong toàn đảng bộ huyện. Bên cạnh xây dựng kế hoạch thì cũng tham mưu tổ chức các hội nghị, huyện ủy tổ chức hội nghị phát động và triển khai đến tất cả các chi đảng bộ trực thuộc. Cũng chia sẻ các cái chủ đề, các cái nội dung chủ đề mà theo cái quy định của thành phố để mà triển khai cụ thể để mà cán bộ đảng viên có cái sự dễ dàng tiếp cận các nội dung chủ đề để mà viết theo cái phù hợp với cái từng cái loại hình đơn vị. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các địa phương đơn vị. Từ đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội của công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.